Hey guys, welcome back. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của sinh viên EDX. Mình là Lan Anh. Và ngày hôm nay sẽ là một cái video để tiếp tục chuỗi series sinh viên EDX học gì. Và bộ môn ngày hôm nay đó chính là tâm lý học. Và có một cái khác đó là video ngày hôm nay chúng ta sẽ tổng kết lại một chút về cái topic nhiệm vụ con người là sinh ra chính mình. Và chúng ta sẽ có 3 nhiệm vụ cần phải giải quyết, đó chính là what, why and how. Ok, là ba trong là cái ba cái keyword quan trọng bậc nhất trong phương pháp 5W1H mà bọn mình đã cùng nhau trao đổi rất nhiều về những video trước rồi, đúng không ạ? Rồi ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái chữ đầu tiên nhé. What. What là gì? Sống với chính mình là gì? Sinh ra chính mình là gì, đúng không ạ? Thì cũng như mình đã chia sẻ ở những video trước thì sống là chính mình hay sinh ra chính mình có nghĩa đơn giản là mình được sống thật với bản thân, được sống thật và là bản thân mình, đúng không ạ? Sống thật là gì? Sống thật là không giả dối, đúng không? Tức là mình sẽ phải thành thật thể hiện những cái sở thích, những cái đam mê, những cái suy nghĩ, những cái mong muốn của mình mà không để suy nghĩ của mình lại thuộc vào bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào khác. Lấy một cái ví dụ thực tế, đó là ví dụ cho bản thân mình. Mình nghĩ mình là một người nếu mà nói về tính cách thì mình nghĩ mình là một người khá là hoạt bát, năng động và mình không ngại thể hiện ra điều đấy. Bởi vì thực ra với những người năng động thì họ có một cái khuyết điểm như thế này. Đó có nghĩa là đôi khi nếu như mình thể hiện quá thì rất là ngại bị người khác đánh giá rằng là một người rất là tăng động, một người vô duyên. Đấy. Thì đấy là nếu như mà lo sợ thì mình sẽ sợ cái mặt đấy và mình sẽ không dám thể hiện cái sự năng động, cái sự hoạt bát của mình ra ngoài. Tuy nhiên, bởi vì để thỏa mãn cái tính cách đấy thì mình không ngại việc thể hiện nó ra. Mặc dù không biết là có ai đấy nói rằng mình vô duyên hay nói rằng mình quá tăng động hay không, mình chưa nhận được ý kiến như vậy. Nhưng nếu như mà họ gọi là đóng góp ý kiến một cách có tình yêu thương, đóng góp ý kiến một cách có sự quan tâm và góp ý giúp đỡ với mình, thì tất nhiên là mình sẽ lắng nghe và dùng lý trí để gọi là xem xét cái đóng góp đấy của mọi người, đúng không? Và có một cái đó là phân biệt, như ví dụ mình vừa nói thì chúng ta sẽ cần phải phân biệt giữa sống thật với bản thân, giữa tìm ra chính mình với cái sự bảo thủ, đúng không ạ? Bởi vì đôi khi chúng ta thường nói là sống thật với chính mình là sống với những gì mình muốn. Thế tuy nhiên là nếu như mà được người khác góp ý thì mình cứ nhất quyết đi theo mà không suy nghĩ gì thì nó là sống thật với chính mình hay nó là bảo thủ, đúng không ạ? Vậy thì bảo thủ là tốt hay xấu? Sống thật với chính mình là tốt hay xấu, đúng không? Thế thì để phân biệt giữa cái này thì chúng cần có những chuẩn mực. Với bảo thủ thì nó không có lý trí ở trong đấy. Còn ngược lại thì với những người mà tìm sống thật với chính mình là những người mà thể hiện, cứ tự do thể hiện cái tôi của mình ra, thể hiện cái đam mê của mình ra. Tuy nhiên khi nhận được góp ý thì họ vẫn sẽ xem xét, sẽ lắng nghe và giải quyết làm sao cho phù hợp, chứ không phải là cứ nhất đi theo một cách mù quáng, một cách mê muội mà không gọi là không bỏ ngoài tai tất cả ý kiến của mọi người, đúng không ạ? Cho nên là đấy là mọi người cần phải phân biệt giữa cái bảo thủ, giữa sự bảo thủ của bản thân với việc tìm ra chính mình và sống thật với cái tôi của mình, đúng không ạ? Bởi vì nếu như mà để việc nó là sống thật với được bản thân, tìm được bản thân mình là một điều tích cực. Tuy nhiên nếu để nó thành một cái khái niệm là bảo thủ thì nó lại hơi tiêu cực rồi, đúng không ạ? Đấy, cho nên mọi người phải hết sức là gọi là phân biệt rõ ràng giữa hai khái niệm này nhé. Ok, cái vấn đề thứ hai mà chúng ta cần phải giải quyết đó chính là chữ why. Chữ why là gọi là nguồn cơn của tất cả mọi vấn đề, đúng không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta cần phải tìm ra chính mình, tại sao chúng ta phải sống cuộc đời của mình, đúng không? Vậy thì có một câu nói mình đã từng nghe đó là hãy là chính mình đi, bởi vì người khác đã là chính họ rồi, đúng không? Giữa 7 tỷ người này, làm thế nào để nhận biết được mình là mình không phải là người khác? Thì đấy là câu chuyện của việc tìm ra chính mình. Có nghĩa là nếu như mà mình cứ suốt ngày chạy theo một cái gì đấy của người khác thì chỉ là mình đang sống vay mượn cuộc đời của một người, của một ai đó thôi. Ví dụ đơn giản là nếu như bạn là một người gọi là sành điệu chẳng hạn, bạn suốt ngày chạy theo một mốt thời trang, bạn bất chấp rằng nó có hợp với cái body của bạn hay không, có hợp với gương mặt của bạn hay không, chỉ cần nó hot là bạn sẽ update nó lên người, không suy nghĩ gì hết. Ví dụ như thế này nhé, gần đây thì mọi người đang hot một cái outfit kiểu như là crop top này, đúng không? Crop top thì có một cái lợi thế là nếu bạn nào mà eo con kiến thì nó sẽ khoe được cái đấy của bản thân ra. Tuy nhiên những bạn nào mà nó không con kiến mấy thì nó vô hình chung nó làm lộ cái điểm ấy ra. Vậy là một người tỉnh táo, là một người không phải sống dựa trên cái lệ thuộc trên người khác, thì sẽ phải xem xét xem là ồ, mình mặc cái áo này đang hot này,
cũng đẹp đấy, nhưng mà mặc lên người mình có hợp hay không. Nếu mà ok thì mình còn mặc, còn nếu như mà bất chấp để gọi là theo trend, theo cái xu hướng của bây giờ ấy, mà mình bất chấp lộ khuyết điểm thì mình không nghĩ đấy là sống thật với bản thân, mà chỉ là đang azure và chạy theo cái mood đấy thôi để cho hợp xu thế, mà không nghĩ đến mình, đúng không? Đấy, cho nên là cái việc bắt chước người khác là một việc vô cùng mệt mỏi. Nay người ta mặc bộ này nó hot, mai người ta mặc bộ kia nó lại hot, thì mình thứ nhất là mình tốn tiền, đúng không? Tốn tiền trong cái việc đu theo cái trend đấy, mình phải mua đồ. Rồi thứ hai là mình lại phải đau đầu xem là bây giờ mốt, bây giờ là cái gì, bây giờ trend là cái gì, xu hướng là cái gì, đúng không? Đấy, cho nên là thứ nhất, nếu như chúng ta không được sống cuộc sống của mình thì sẽ phải luôn luôn chạy theo một đối tượng nào khác, và cuộc sống như thế vô cùng mệt mỏi, được chưa? Tiếp theo nữa đó chính là những người mà được sống thật với chính mình mới là những người có được sự hạnh phúc trọn vẹn. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ, một cái ví dụ điển hình và kinh điển đó là mình chẳng hạn, ví dụ mình thôi nhá, ví dụ mình gọi là học thì cũng bình thường thôi, nhưng mà bố mẹ lại kiểu mong ước và có nguyện vọng là cho con gái thi làm bác sĩ chẳng hạn. Đấy, mình thì thứ nhất là mình không thích cái ngành y này, bởi vì thứ nhất nó phải học rất nhiều, nó lại cái khối học mà mình không thích nữa. Thứ hai là mình cũng không thích cái ngành nghề này, bởi vì mình chẳng thấy nó có cái gì hứng thú của cái ngành này cả, mặc dù đây là một cái nghề nghiệp rất là cao cả, đúng không? Mình cảm thấy mình không có tố chất và không phù hợp, cũng như mình không hứng thú khi làm cái công việc đấy. Nhưng bởi vì bố mẹ mình thích nên mình vẫn sẽ cố gắng học tập, mình sẽ ngoan ngoãn nghe theo bố mẹ và cố gắng thi vào cái ngành này. Đấy, cuối cùng mình cũng trở thành một bác sĩ thành đạt và sẽ thành công. Tuy nhiên mình chưa bao giờ đến bệnh viện với một tâm thế thoải mái và hào hứng cả. Đấy, mặc dù mình có rất nhiều tiền, mình rất thành công trong cái lĩnh vực đấy, nhưng mình lại không thực sự trọn vẹn, đúng không ạ? Chính vì thế, lý do lớn, một trong những lý do rất lớn mà chúng ta cần phải sinh ra chính mình, tìm ra được bản thân, đó chính là để mình có được một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Rồi, ok. Một lý do tiếp theo nữa mà mình nghĩ rằng là tại sao nên tìm ra chính mình, đó là bởi vì ngoài mình ra thì không có ai hiểu bản thân mình hơn cả, đúng không? Và khi mà mình hiểu bản thân mình nhất như vậy thì mình mới biết rằng là mình mạnh ở đâu, mình yếu ở đâu, chỗ nào mình cần phát huy, chỗ nào mình cần khắc phục, chỗ nào mình cần hạn chế. Đấy, thì lúc đó mình mới có thể tối đa hóa cái tiềm năng trong mình, để cho cái tiềm năng đấy nó không thể nào mà trở thành cái tiềm ẩn mãi được, đúng không? Tiềm năng phải để cho nó bộc phát lên thành tài năng, và bộc phát lên thành một cái gọi là một cái kỹ năng của mình, làm cho mình khác biệt với mọi người, đúng không? Bởi vì nếu như mà để bản thân mình hòa tan trong cái xã hội này thì nó sẽ là điều rất là phí, bởi vì được ra đời đã là một cái gì đấy rất là kỳ diệu rồi, đúng không? Cho nên cái sự ra đời này của mình không thể để nó trôi qua một cách cứ ra rồi đến lúc chết đi cũng chẳng ai biết đến mình cả, đúng không? Đấy, cho nên là cái việc mình muốn nói ở đây là bản thân mình là người hiểu mình nhất, cho nên mình mới biết cách để tối đa hóa mọi tiềm năng trong con người mình nhất. Vì vậy, sống cuộc đời là chính mình thì mình sẽ được làm những cái mình thích, làm những cái mình mong muốn, những cái mình thực sự đam mê. Và khi mà làm việc có đam mê và có tình yêu trong đấy rồi thì công việc mới đạt hiệu quả một cách cao nhất, đúng không? Đấy, cho nên là đấy là ba cái lý do mà mình nghĩ tại sao chúng ta nên tìm ra chính mình và sống cuộc đời của chính mình. Còn một cái vấn đề cuối cùng mà chúng ta cần phải giải quyết đó chính là chữ how, đúng không? Làm thế nào để tìm được chính mình? Thì thật ra cái câu hỏi này thì đến thời điểm hiện tại mình cũng chưa thể, mình nghĩ là mình chưa thể chia sẻ với các bạn, bởi vì mình cũng đang trên con đường tìm cái đấy và mình chưa có một kết quả ok la, cho nên là mình nghĩ là cái phương pháp của mình chia sẻ nó không ok. Thì mình có lẽ là đến trong một tương lai gần hoặc một tương lai xa, mình và các bạn có thể ngồi lại và chia sẻ lại thêm về cái chữ how này, là cái cách nào làm ra tìm ra cái con người của mình, tìm ra cái bản ngã thực sự của mình, đúng không? Thì trước hết thì mình cứ như mình nghĩ là trước hết thì chúng ta hãy cứ mạnh dạn nói lên cái suy nghĩ của mình trước đã. Speak yourself, tức là khi mà bạn có một idea rồi đấy, bạn có một cái ý tưởng rồi đấy, thì trước tiên hãy cứ mạnh dạn giơ tay, mạnh dạn cất tiếng nói đã, tức là mình nói được ra ngoài đã. Còn sau này tìm đam mê hay lý tưởng thì sẽ là câu chuyện sau, thì chúng ta có thể gặp nhau trong những video sau, đúng không ạ? Ok, thì đấy là một trong những cái mà mình đúc kết được sau cái topic nhiệm vụ của mọi người là sinh ra chính mình này. Thì cũng rất hy vọng là mọi người có thể comment góp ý cho mình ở dưới video để mình có thể hoàn thiện hơn, và biết đâu mình có thể học hỏi được cái phương pháp tìm ra chính mình của các bạn, để chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra chúng ta, đúng không? Rồi, ok. Cho nên là cảm ơn mọi người đã xem được cuối video, và hẹn mọi người ở video sau. Bye bye.